Take It TV. Và trên tay chú Hề đang cầm 5 quả bóng màu đen. Và ngày hôm nay với 5 quả bóng màu đen này, chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một chú bò cạp thật là hung dữ các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi 2 quả bóng màu đen lên. Chúng ta thổi khoảng nửa quả bóng. Chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Tiếp theo chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay. Ở đây chúng ta sẽ tạo hai khóa, mỗi khóa khoảng 1 ngón rưỡi. Đặt khóa, móc mềm các bạn nghe. Tiếp theo, chúng ta tạo một đoạn khoảng 5 ngón tay. Và cũng hai khóa, mỗi khóa khoảng 2 ngón tay. Quả bóng tiếp theo chúng ta làm tương tự. Đoạn 3 ngón tay, một đoạn 5 ngón tay. Còn lại hai khóa, một khóa và một ngón rưỡi. Đây, một đoạn khoảng 5 ngón tay. Hai khóa, một khóa, hai ngón tay. Là chúng ta có hai đoạn giống y nhau. Đó. Ở quả này chúng ta bẻ như thế này. Và chúng ta tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Chúng ta cột vào đây. Rồi, bên này chúng ta cũng tạo một đoạn khoảng 3 ngón tay. Bỏ cái đoạn này các bạn nhé. Và cũng cột vào đây. Hai cái càng của một cặp đã xong. Tiếp theo chúng ta tạo một quả nho nhỏ xíu thôi các bạn nhé, khoảng một ngón tay thôi. Rồi tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 5 ngón tay. Và bên này chúng ta cũng tạo một quả nho một ngón tay. Cột lại với nhau. Chúng ta một đoạn khoảng tầm 5 ngón tay tương tự bên đây. Ngón cái chúng ta tùy sát vào mép và cái con còn lại chúng ta lăn quả bóng này để luồn qua. Đó. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ tạo một quả nho khoảng 1 ngón tay và hai cái khóa, mỗi khóa khoảng một ngón rưỡi. Bên này tương tự quả nho một ngón tay, khóa khoảng một ngón rưỡi. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn 7 ngón tay. Chúng ta cột vào đây. Ở đây tương tự một đoạn khoảng 7 ngón tay. Phần dưới này chúng ta ngắt cỏ. Các bạn nhớ cột lại nhé. We'll be right back.
Đây, hai quả bóng đen chúng ta cũng khử khoảng nửa quả bóng các bạn nhé. Hai quả bóng màu đen chúng ta sẽ cột lần lượt một quả vào đây và một quả vào đây. Ở đây chúng ta cũng tạo một quả nho màu con tay. Và hai khóa, một khóa khoảng một con rưỡi. Bên này tương tự. Đến đây chúng ta tạo một đằng khoảng tầm 8 con này. 8 con tay các bạn nhé. Chúng ta cột vào đây. Cái này cũng 8 con tay. Được rồi. Nho một con tay và hai khóa. Bên này tương tự. Bên đây chúng ta tạo một đoạn 6 con tay. Tương tự 6 con tay. Đến đây chúng ta tạo một quả nho 1 con tay. Đây chúng ta không tạo quá nữa các bạn nhé. Và một đoạn khoảng 4 con tay. Ở đây chúng ta cũng tạo một quả nho một con tay. Ta cố lại đây, cố lại. Bên này chúng ta cũng tạo một quả khoảng 4 con tay bằng đoạn này. Ok, chúng ta tìm cái mép này, điểm xoắn này, điểm xoắn này khác là đúng không? Và chúng ta làm một quả nho, một con tay, một đoạn khoảng 3 con tay. Bên này một quả nho, một con tay. Đó là. Dừng lại một đoạn khoảng 3 con tay bằng đoạn này. Ta cố. À. Bên này tương tự một đoạn hai này còn sáng lại nhỉ. Đến đây chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 con tay, một khóa. Chúng ta sẽ thổi quả bóng màu đen còn lại lên. Rồi. Ta cột vào hai khóa này. Ở đây chúng ta tạo một vòng khoảng 4 con tay. Hai cái khóa, mỗi khóa khoảng 2 con tay. Bóp này.
một đoạn khoảng bao tay dài ngắn dần các bạn nha. Mới nhất một cách sớm nhất các bạn nhé. Xin chào thân ái và tạm biệt.